Quỳnh Trần Chibi tặng mẹ hoa tiền, kèm cuốn sổ đỏ thứ hai mới cứng. Nửa năm đã báo hiếu hai mảnh đất. Trời ơi, bó cho mà mẹ ơi, hôm nay còn có một điều đặc biệt nè. Ê mọi người ơi, tên 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 tên. Tặng cho mẹ Quỳnh là miếng đất thứ hai nha mọi người. Con tặng mẹ. Quỳnh Trần GB chắc hẳn đã không còn là cái tên xa lạ với người dùng mạng xã hội, đặc biệt là trên nền tảng YouTube. Nữ YouTuber nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả nhờ cách nói chuyện thân mật, dí dỏm qua các video về ẩm thực và cuộc sống thường ngày tại xứ sở hoa anh đào. Không chỉ vậy, cô nàng còn được lòng người hâm mộ khi là một người con hiếu thảo, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho đón sinh thành. Trong video mới nhất của mình, Quỳnh Trần GB lại một lần nữa khiến khán giả phải suýt xoa trầm trồ trước món quà đặc biệt mà cô dành cho mẹ nhân dịp 20 tháng 10 năm 2022. Theo đó, mở đầu đoạn clip, nữ YouTuber nổi tiếng chia sẻ nhân dịp Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10, trước tiên cô muốn nấu cho mẹ một bàn đồ ăn. Sau khi chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn cùng món lẩu thái thơm ngon, Quỳnh Trần đã mời mẹ qua ăn, còn mình thì đi lấy món quà mà bản thân đã cất công chuẩn bị, tặng một món quà rất đặc biệt cho mẹ. Cô đã ôm từ trong phòng ra một bó hoa khổng lồ. Đặc biệt, bó hoa này không chỉ có hoa đơn thuần mà còn được bao quanh bởi rất nhiều tờ tiền mặt được xếp xinh xắn. Chưa dừng lại ở đó, nữ YouTuber còn cầm theo hai cuốn sổ đỏ và nói, một cuốn là Quỳnh đã tặng cho má Quỳnh đợt trước và cuốn này thì Quỳnh tặng cho má Quỳnh đợt này. Đợt trước thì Quỳnh dắt má Quỳnh đi mua, nhưng đợt này về thì Quỳnh mới lấy được sổ, nên Quỳnh tặng luôn má Quỳnh hôm nay cho thật ý nghĩa. Để tạo bất ngờ cho mẹ, ban đầu khi tặng quà, Quỳnh Trần đã giấu hai cuốn sổ đỏ sau lưng, chỉ để lộ bó hoa mình ôm trên tay. Trời ơi, bó bông bự dữ ha. Mẹ cô tươi cười hạnh phúc nhận quà từ con gái. Được biết đó là một ngày đặc biệt và còn có một điều đặc biệt nữa. Lần này về Việt Nam, cô cũng muốn tặng cho mẹ một món quà vào ngày này nữa. Cuốn sổ thứ nhất Quỳnh Trần đã tặng mẹ rồi. Đây là miếng đất thứ hai tặng mẹ. Sau đó, dưới ánh mắt đầy tự hào và vui mừng của mẹ, cô trao vào tay mẹ mình hai cuốn sổ đỏ. Nữ YouTuber cũng không quên gửi lời chúc 20 tháng 10 đến mẹ. Con chúc mẹ ngày 20 tháng 10 thật là nhiều sức khỏe. Con sẽ cố gắng làm để sau này phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già. Bà của Quỳnh mất sớm rồi mọi người, nên Quỳnh sẽ luôn cố gắng lo cho mẹ thật là đầy đủ luôn. Được biết đã đáp lại tình cảm của con gái, mẹ của Quỳnh Trần cũng chúc cô nhân dịp Ngày Phụ Nữ thật nhiều sức khỏe, thành công tốt đẹp. Nghe được những lời này từ mẹ, nữ YouTuber nổi tiếng liền dành cho mẹ một cái thơm thật ngọt ngào trên má. Sau khi video được đăng tải, đa phần bình luận đều khen ngợi và ngưỡng mộ tấm lòng hiếu thảo. Nhiều người cũng bày tỏ mong muốn có thể thành công được như Quỳnh Trần để chăm lo cho cha mẹ đầy đủ hơn. Ngưỡng mộ lắm sự giỏi giang đảm đang của chị Quỳnh. Con xin chúc bác gái luôn khỏe mạnh để ở cùng con cháu hưởng phúc thật lâu ạ. Mình thấy chạnh lòng khi chưa đủ điều kiện để lo thật tốt cho ba mẹ mình như Quỳnh. Rất ngưỡng mộ Quỳnh. Quỳnh giỏi và hiếu thảo với mẹ quá. Chúc mẹ Quỳnh luôn mạnh khỏe nha. Được biết đây không phải là lần đầu tiên cô tặng quà cho mẹ. Trong một lần trở về Việt Nam, mẹ bé Sa mang hẳn 3 vali cỡ lớn, trong đó cô dành nguyên một chiếc chỉ để đựng đồ ăn, những món ngon từ Nhật Bản về cho mẹ. Phải kể đến như trứng cá tầm, hồng đen, nho mẫu đơn, lê siêu to khổng lồ, những món ăn mà ở Việt Nam hiếm có hoặc khá đắt đỏ. Qua cách thể hiện tình cảm của Quỳnh Trần, đủ thấy nữ YouTuber rất hiếu thảo và luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho đón sinh thành. Cô nàng cũng khiến khán giả phải lóa mắt khi dành tặng cho mẹ một món quà siêu to, chính là một mảnh đất nhân dịp vào ngày sinh nhật. Theo những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy nơi đây khá thoáng và rộng rãi. Quỳnh Trần cũng cho biết mẹ cô đã vất vả nhiều năm trước nhưng ước muốn mua một mảnh đất vẫn chưa thực hiện được. Đó là lý do cô luôn nỗ lực hết mình để mang lại những điều tuyệt vời nhất cho gia đình. Hay trước đó vào dịp lễ ngày 8 tháng 3, Quỳnh Trần đã gửi tặng cho mẹ một bó hoa được làm bằng những tờ tiền có mệnh giá 100 USD. Theo mẹ bé Sa chia sẻ, bó hoa có trị giá hơn 5.000 USD, khoảng 114 triệu đồng. Cô còn dẫn mẹ lên tòa nhà cao nhất Sài Gòn để tổ chức một bữa ăn ngon. Cô nàng là một trong những YouTuber nổi tiếng thường chia sẻ về cuộc sống tại Nhật Bản. Bên cạnh sự nỗ lực vươn lên số phận, thì chính sự hiếu thảo của bà mẹ một con đã giúp cho cô nhận được nhiều sự yêu thương của khán giả. Chúc cho nữ YouTuber sẽ thành công hơn nữa trên con đường mà mình đã chọn. Tham gia bình chọn phim và diễn viên yêu thích tại Dan Movie and TV Beat, nhận ngay cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ tại hai đêm công bố kết quả. Truy cập website dianh.net/dmtv hoặc bình chọn trên các fanpage của chương trình. Thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 2020. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì dianh.net là nơi dành cho bạn.